Xin chào cả nhà. Hôm nay ngoài Bắc chuyển mùa anh em ạ. Hôm nay lạnh. Hôm nay là buổi lạnh nhất từ đầu mùa đến bây giờ. Đó. Hôm nay mấy anh em cũng có một chút rượu rồi. Nhìn mặt cũng hồng hồng rồi đúng không? Thì ngày hôm nay cũng bận không, cũng chưa làm được video nào nó ra hồn cả. Thì bây giờ ý lên để làm cái video gọi là bầu sự thôi. Chia sẻ thôi, chia sẻ là chính. Thì hôm nay cái mục đích chính là mình muốn đi, tức là chia sẻ một chút kiến thức về cái màn, chia sẻ một chút kiến thức về màn. Cái màn Android ở cái thời điểm này cái giá nó đã bắt đầu ổn định, giá bắt đầu ổn định và chính thức là Trung Quốc nó sẽ bỏ cái con RAM 232 anh em. Mà nó lên RAM 332 luôn, theo con chip mới. Vì con chip mới nó xử lý nó phải tương ứng với con RAM 3 đó. Và đặc biệt nhất là nó gọi là sẽ bỏ hẳn cái bọn màn 232 8 nhân của mà tích hợp cam 360 ý. Tích hợp cam 360 là sẽ bỏ hẳn luôn, và thay vào đó là 332 8 nhân hết. Thì tất cả sẽ bỏ sạch cái bọn 360 cũ và bây giờ lên 360 mới. Tức là mặc định là nó sẽ ở một cái ngưỡng giá mới anh em nhé. Mặc định nó sẽ ở một ngưỡng giá mới. Nó chênh nhau chắc phải rơi vào tầm, cứ gọi cho 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Với cái cấu hình này từ 2 lên 3 thì nó sẽ mất tầm 1 triệu đồng. Thì là bây giờ hàng nó cũng gọi là đều đều ổn ổn rồi. Cước thì nó vẫn hơi cao nhưng mà cũng gọi là xem. Mình nghĩ chắc là nó sẽ giữ ở cái ngưỡng đấy ở cái thời điểm này. Chắc là cũng còn lâu lâu đấy. Chắc cũng phải một thời gian nữa thì là nó mới thấy được. Thì bây giờ cái màn về, bây giờ anh em nào mà còn được mấy con màn cũ, mấy con TS8 cũ thì chỉ là tồn kho thôi. Tồn kho quá lâu rồi nên bây giờ họ theo kiểu bán đi để thanh lý. Theo cái kiểu thanh lý thì mọi người cũng để ý cái đấy. Nếu mà anh em mà gặp phải cái diện thanh lý đấy mà cái giá bây giờ nó còn rơi vào tầm giá gọi là, nói này mình chia sẻ một chút, là cái giá mà gọi là đẹp đẹp bây giờ nó rơi vào tầm 3 triệu, trên dưới 3 triệu thì chắc là không còn. Cả đấy đều màn cũ ấy, không có màn mới ấy. Thì là mọi người để ý cái đấy một xíu. Còn Android bây giờ tất cả nó phải lên tầm Android 10 rồi anh em nhé. Lên Android 10 rồi. Cái chip của nó bây giờ phổ thông thì nó có thể là chạy chip màn rẻ, màn thường ấy. Thì có thể là chạy chip 9832 rồi. Tất cả chip lần này chip Trung Quốc có làm anh em nhé. Nó mã hóa ấy. Mình cũng chả hiểu nó ý kiểu gì, nhưng mà nó ví dụ như 9... đây nó có những cái gì đây, 9832 này, 7862 này, nó khá là đa dạng về cái tên tuổi này, 9853 này, đó. Không rõ là nó quy ước như thế nào thì cũng không mấy, 3560 này, đó. Thì nó có mấy cái kiểu đặt tên chip như vậy, đấy. Đó. Chỉ với anh em nha, mình chia sẻ một chút vậy thôi. Mong là đợt tới nên sẽ được kết nối với anh em nhiều hơn. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Xin cảm ơn mọi người.